thì những biểu hiện cho thấy một người đàn ông bị yếu sinh lý là như thế nào? Người đàn ông, thưa chị, một người đàn ông yếu sinh lý có nghĩa là khi nhìn thấy phái đẹp thì người ta không có cái cảm giác hưng phấn và ham muốn tình dục. Nhất là những cái đối tác thường xuyên quan hệ tình dục, ví dụ như là những người vợ hay là những người yêu vân vân, thì người ta không cảm thấy nó hưng phấn nữa, người ta cảm thấy không không có cái nhu cầu tình dục. Thì đấy cũng là cái biểu hiện bắt đầu của những cái thiểu năng tình dục bắt đầu giảm, sinh lý giảm. Và đến khi những hoạt động hoặc là hoạt động tình dục nó không được như trước kia, tức là thời gian tình dục nó ngắn, không cương được hoặc là cương nhưng không đầy đủ, rồi xuất tinh sớm, rồi xuất tinh xong người mệt mỏi, vã mồ hôi, đau lưng và nó cảm thấy nó mệt mỏi, chán chường. Hoặc là cái cực khoái của người nam giới sau khi xuất tinh nó không đạt cực khoái như bình thường mà chỉ có gây đau đầu và mệt mỏi thôi. Thì nó là những cái hiện tượng gọi là rối loạn sinh lý nam giới hay là gọi là rối loạn cương dương. Cuộc sống hiện đại do áp lực công việc, gánh nặng tài chính, những căng thẳng quá độ là nguyên nhân dẫn đến triệu chứng rối loạn chức năng sinh lý ở nam giới. Hiện nay có một giải pháp hỗ trợ điều trị rối loạn chức năng sinh lý nam giới được nhiều người áp dụng, đó là từ thảo dược thiên nhiên. Vương Lực Đan là sản phẩm giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lực và cải thiện sinh lý nam giới rất hiệu quả. Được chiết xuất hoàn toàn từ các thảo dược quý trong tự nhiên như kỷ tử, thục địa, hoài sơn, ba kích, sơn thù du, dâm dương hoắc, nhân sâm, cam thảo, nhục quế. Vương Lực Đan lành tính và không gây ra những tác dụng phụ sau khi sử dụng. Việc sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ hỗ trợ duy trì tính ổn định của sinh lý nam giới. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.